Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ. Ngày hôm nay Kỳ lại có bạn tới chơi nhà. Đó là nữ hoàng ZO, Huỳnh Thuy. Xin chào tất cả mọi người. Mình hôm nay rất là may mắn và kiểu như cũng được vinh hạnh khi được anh Kỳ mời đến chơi nhà. Tại vì các bạn biết sao không? Cái khoảng thời gian mà Kỳ có cái ý định Kỳ muốn xài ZO Retinol á, thì Kỳ mới search ở trên YouTube thì mới ra Thuyên. Thật ra Kỳ gặp em cũng rất là nhiều lần ở những cái sự kiện mỹ phẩm, tại vì cả hai cùng làm công việc này thì Thuyên thường là sẽ đại diện cho bên TikTok, còn Kỳ là đại diện cho bên YouTube. Mình có nói chuyện nhưng mà mình cũng chưa có trao đổi là cái kênh như thế nào nữa, tại vì mình cứ nghĩ là bạn này làm TikTok, nhưng mà khi mà mình search ZO Retinol thì toàn là cái mặt của em rồi, cho nên cho phép anh được gọi em là nữ hoàng ZO Retinol. Giống như em chia sẻ là em đã xài hầu như những cái sản phẩm của ZO Retinol đúng không? Kể cả những cái chai mà mới nhất, xịn sò nhất. Đâu rồi? Đây cái chai mà Illuminating, cái chai này như 5 triệu mấy không? 5 triệu 9. Trời ơi má ơi. Đó thì Thuyên cũng đã xài qua rồi. Cho nên ngày hôm nay Kỳ tại vì các bạn hỏi Kỳ rất là nhiều về ZO Retinol, nhưng mà thật sự Kỳ trước giờ luôn đề cao những cái việc mà phải có trải nghiệm thì mình mới có thể chia sẻ trả lời được. Mà trong khi Kỳ mới có trải nghiệm khoảng hơn tháng nay thôi, Kỳ chưa có kinh nghiệm nhiều như Thuyên. Sẵn đó cái Kỳ liên hệ với Thuyên, Kỳ nói là Thuyên có thể qua kênh của Kỳ để giúp Kỳ trả lời những cái thông tin về cái cách dùng mà Kỳ như là một người mới, Kỳ muốn hỏi Thuyên. Kỳ nghĩ là các bạn cũng sẽ có những câu hỏi như vậy. Thì nếu các bạn nào chưa có follow kênh của Thuyên thì Kỳ sẽ để cái kênh của Thuyên ở trên đây. Các bạn có thể follow kênh của Thuyên, tại vì sau cái clip này các bạn có thể qua kênh của Thuyên để coi. Thuyên sẽ chỉ Kỳ cách những cái bước routine mình dùng như thế nào, cũng như là những cái bước mà Thuyên dùng ZO Retinol như thế nào, để chúng ta có thể cùng nhau để tìm hiểu thông tin tham khảo, để mình có thể sống hòa bình với lại một cái chai Retinol tuyệt vời này, công nhận không? Trước tiên á, anh muốn hỏi em là da của em là thuộc loại da như thế nào, và cái vấn đề mà em quan tâm về da là gì, để các bạn biết là để mà các bạn tham khảo nếu mà khi các bạn cũng có cùng ý tưởng á. Thì da em á là một loại da khô. Đôi khi ví dụ mùa hè ở Sài Gòn thì nó sẽ hơi dầu ở vùng T-zone. Và cái đặc biệt mà em lo lắng nhất đó là nó rất là dễ lão hóa và nếp nhăn. Thứ hai nữa là em đã có hai bé rồi, nên cái nội tiết nó sẽ không còn ổn định nữa, nên chắc chắn là em sẽ rất dễ bị nám. Kiểu như sơ hở là em sẽ bị nám. Mà trước đó stress, em có bị nám bao giờ chưa? Em đã từng bị nám và em đã từng điều trị hết nám với lại Hyaluronan. Aubergine Nudum là một sản phẩm mà em chọn để điều trị nám. Em cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều trên kênh TikTok với lại YouTube của em luôn á. Và nhưng mà hết là một chuyện nha, nhưng mà nó rất là dễ tái lại, kiểu như là stress nè, lo lắng, hoặc là công việc áp lực, hoặc là tối đó mà mình mất ngủ lần qua, hôm sau mình cũng sẽ thấy nó nổi nám lên. Đó là những cái điều mà em lo lắng là về sắc tố với lại về lão hóa. Em đã dùng qua tất cả các loại retinol của nhà ZO rồi, thì trong đó có brightener đúng không? Brightener, wrinkle em nghĩ là anh Kỳ có nên em không đem theo. Ok, wrinkle để Kỳ lấy. Wrinkle và radical. Một cái radical em cũng không đem theo, bởi vì cái radical là có em đã từng peel một lần và em chia sẻ xong, sau đó thì em nghĩ là em không có xài lại nữa. Nên em đã tặng cho một bạn. Em đã tặng cho một bạn cũng rất là đam mê về ZO. Thì trong ba loại đó em nghĩ loại nào thì sẽ phù hợp với từng người như thế nào? Dạ. Tại vì em công nhận là lên retinol nhưng mà quá trời, gì 1%, 0,5% retinol, radical rồi wrinkle. Nhiều khi mình một người mới mình muốn bỏ tiền xuống mua mà mình cũng không biết mua loại nào nữa. Thì theo em thì loại nào sẽ phù hợp với đối tượng nào? Dạ. Anh biết á là ZO là của cái ông bác sĩ Jean Obagi. Và ổng đã từng có một cái hãng cũng khá đình đám là hãng Obagi. Sau đó thì ổng lại bỏ cái hãng Obagi đi và ổng chuyển qua cái hãng ZO. Thì em thấy rằng sau khi mà ổng ra thị trường cái hãng Obagi xong á, thì ổng nhận rất là nhiều những cái ý kiến của những người dùng. Sau đó thì ổng thấy rằng là cái gì mà người ta đang không thích về hãng của ổng hay như thế nào, thì ổng lại ra một hãng mới và ổng kiểu như ổng phải đổi toàn bộ luôn, ổng hoàn thiện hơn. Thì ổng sẽ với em đã đưa đơn cử một vài sản phẩm, ví dụ như cái retinol thì ông sẽ ra hai bản là retinol brightener và retinol wrinkle. Thì con wrinkle thì dành để peel thì mình không nói rồi ha. Thì cái con brightener thì ông dùng từ chữ brightener luôn mà. Nên trong đó thì ông sẽ dùng cái công nghệ làm retinol, ông bật một cái công nghệ oleum để nó có thể vào da một cách tốt nhất, bền vững, không bị oxy hóa, và nó kiểu như dùng sáng tối được luôn. Dùng cả sáng và tối được luôn nha, nó không bị phân hủy bởi ánh sáng. Dùng sáng tối được luôn hả? Sáng anh, và nó có một cái phát đồ con này sử dụng buổi sáng luôn. Oh wow.
có rồi. Để điều trị sắc tố có nghĩa là anh sau khi hạ liều anh sử dụng heroquinone xong, hồi ngày xưa á, người ta sử dụng heroquinone xong là bộ RX, anh hạ xuống FX, anh thấy rất nhiều người bị thất bại đúng không? Là nhiều người bị thất bại không với FX luôn. Không biết. Thì cái hãng này của ổng á, ổng sẽ thay cái bộ FX bằng cái con Brightline, cái con màu xanh này, nhưng mà ổng sẽ kẹp cái con Brightener buổi sáng. Có nghĩa là xài buổi cùng tối một luôn á? Buổi tối là anh xài Brightline và Wrinkle, buổi sáng anh xài Brightener. Thì anh sẽ hạ liều, cái đoạn đầu tiên á, anh vừa hạ liều, anh vừa rút HQ ra. Có nghĩa là anh rút HQ theo kiểu là 3 ngày HQ, 3 ngày còn lại là Brightline buổi tối với Wrinkle buổi sáng Brightener. Anh rút như vậy khoảng 1 tháng sau, sau khi anh dứt hẳn cái HQ rồi, anh chạy tiếp khoảng 1 tháng nữa. Là sau khi kiểu như anh đáp thành công á, anh đang bay mà anh đáp thành công á, thì anh có thể bỏ cái Brightener, anh dùng Brightline và Wrinkle không thôi. Thì kiểu như kẹp sáng tối Retinol thì nó đủ mạnh để nó dìu cho cái da mình, giúp được cái HQ. Đó là một cái phát đồ luôn chính của hãng training cho em luôn á. Wow. Thì đó là một cái đàn em, cái con này nó ra đời là một câu chuyện là như vậy. Và trong cái con Retinol này á, thì ổng lại bỏ thêm một những cái thành phần là như là vitamin C, đậu nành, glutathione, và một cái bản mới nhất hiện tại là ổng thêm cả bakuchiol vào đây nữa. Nên thành ra cái con này nó chuyên về sắc tố và nó chuyên để điều trị sắc tố. Nên nó thật sự luôn là khi nó vào Việt Nam ai cũng nghĩ là nó như Obagi vậy đó. Nên mọi người mua để mọi người sử dụng cho tất cả mọi vấn đề, nhưng mà không phải. Con này nó sẽ không phù hợp với da mụn. Nó sẽ không hợp với da dầu, dễ nổi mụn. Bởi vì vitamin C, đậu nành là những cái hoạt chất nó quá dễ nổi mụn. Nhưng mà nó lại rất phù hợp với những người nào mà muốn sáng da, đều màu da và đặc biệt là sắc tố. Ok, wow. Rồi, vậy thì đối với con Wrinkle á, thì cái con Wrinkle khi mà mới vào Việt Nam á thì nó mờ nhạt lắm. Mọi người không hề biết tới con Wrinkle. Chứ tại vì nhưng... người ta thấy là có 0.5% đúng, đúng không? Đúng rồi, nó 0.5% nhưng mà cái con Wrinkle lại là một cái con mà ổng bỏ vào đó rất, em nghĩ là nó rất là nhiều chất xám, kiểu nhiều công nghệ luôn. Con Wrinkle á là ổng sẽ dùng một cái retinol ở dạng phân tử nhỏ, và ổng bọc công nghệ oleosum luôn nên nó vàng da anh rất sâu, kiểu như nó vào được tầng trung bì luôn. Và trong đó ổng bỏ thêm một cái hoạt chất nên là có khả năng tăng sinh mô sợi. Nên ví dụ như anh là một người không thể sử dụng retinol hoặc là anh không tự tin xài retinol, bởi vì retinol là một hoạt chất được phải được chỉ định bởi bác sĩ, thì hoặc là anh bị mụn chắc chắn là anh phải sử dụng retinol để điều trị mụn, nhưng mà anh ở một cái mụn nhẹ thôi, anh không cần tới retinol, thì anh hoàn toàn có thể sử dụng Wrinkle. Thì cái Wrinkle là một con retinol, có nghĩa là anh không cần phải chỉ định của bác sĩ, nhưng mà được sử dụng cái công nghệ để nó mạnh ngang với lại trè 0.5, nhưng nó lại an toàn hơn trè, thì anh tự sử dụng được. Và anh điều trị mụn với con Wrinkle nó rất tối ưu ở cái chỗ là nó mạnh nhưng mà nó an toàn. Thứ hai nữa là vì nó có khả năng tăng sinh mô sợi, nên khi mà anh điều sau cái điều trị mụn á, anh sẽ thấy là mình rất là dễ nguy cơ để lại sẹo rỗ. Thì con Wrinkle nó lại hỗ trợ cho mình giảm nguy cơ để lại sẹo rỗ. Tại vì nó tăng sinh mô sợi mà. Đúng rồi, tại vì nó nằm ở trong trung bì đúng không? Đúng rồi. Nó thẳng xuống trung bì luôn. Thẳng trung bì và nó cách kích thích tăng sinh mô sợi, có nghĩa là những người nào mà điều trị mụn xong bị sẹo rỗ, có nghĩa là cái khả năng mà bồi collagen của người ta không tốt, thì nó sẽ để lại sẹo rỗ, cái lõm chỗ đó. Thì cái con này nó lại kích tăng sinh thêm. Thì có nghĩa là không phải xài con này là anh không bị sẹo rỗ nha. Nhưng mà rõ ràng anh giảm nguy cơ rất tốt luôn. Thì thành ra là con Wrinkle mới là một cái sản phẩm để điều trị mụn. Dù nó không phải năm nhưng nó rất mạnh. Đúng, trời ơi, thấy. Và nó mạnh hơn 0.1, nó mạnh hơn 1% của Brightener không em? Đúng rồi, nó mạnh hơn rõ ràng luôn. Nó mạnh ngang với trè 0.5. Nhưng mà nó sẽ giảm cho anh cái nguy cơ là anh không bị khô. Rõ ràng anh xài nó anh cảm giác nó không bị khô quá. Và nó vô được tầng trung bì thì nó mới kích thích tăng sinh collagen cho mình. Rõ ràng luôn, da mình già mà bây giờ muốn căng bóng không chảy xệ chỉ có thể vào tầng trung bì thôi. Vậy thí dụ như một người đang xài retinoin quen rồi ha, đã quen rồi đó, thì em nghĩ là có nên đổi qua em Wrinkle nghĩ nên không? Đổi, tại vì retinoin anh chỉ nên sử dụng từ 6 đến 8 tháng thôi. Anh sử dụng lâu hơn anh sẽ cảm giác da bị chai. Thì không? Chai với trè. Chai là nó như thế nào? Chai có nghĩa là da nó cứ lì lì bì bì mà nó không bóng, mà nó không có sáng, mà nó cứ xỉn màu. Thì không? Bì. Vậy luôn á hả? Đúng rồi, chính xác. Bởi vậy tại sao mà retinoin người ta nói là phải không nên sử dụng lâu dài, và nếu có sử dụng lâu dài phải chỉ định của bác sĩ. Và đôi khi có một số những mà em thấy là có nhiều bác sĩ kê cho bệnh nhân sử dụng trè lâu dài thì người ta cũng chỉ sử dụng 3 lần một tuần, không bao giờ sử dụng full tuần. Ví dụ như giờ cái da anh gặp vấn đề lại đi. Anh có sử dụng trà nữa đi thì nó cũng không cải thiện mà nó dậm chân tại chỗ kiểu vậy đó. Và anh cũng chỉ sử dụng 3 lần một tuần chứ anh có full tuần nó cũng không có thay đổi, tiến triển luôn.
À, nói chung là nếu mà bạn nào đang xài tretinoin mà để chống lão hóa này nọ thì bây giờ hiện tại có cái dòng wrinkle thì cái đó là nó sẽ mình sẽ thấy được hiệu quả tốt hơn da mình rồi. Nói chung cái đó xài thấy hiệu quả nhanh dễ sợ luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái con wrinkle á tính ra nó tối ưu hơn con brightener là nó sử dụng trên da mụn, trên da lão hóa. Rồi nó rất là nhiều vấn đề. Còn con brightener này á, bản thân anh chỉ xài được là da anh không mụn, anh muốn mờ thâm, sáng da căng bóng, hết mụn rồi mà còn thâm, anh muốn điều trị thâm, sáng da căng bóng thì ok. Thì ví dụ như anh mua con này thì anh không cần phải mua thêm những cái sản phẩm sáng da, ví dụ như là tretinoic acid hay vitamin C thì nó cũng tiết kiệm được cho anh. Anh mua con này thì anh không phải mua những con kia, nhưng mà nó lại kén da, có nghĩa là anh phải là người hết mụn rồi, sạch mụn rồi thì anh mới xài con này đủ. Kiểu vậy. Vậy xài kết hợp được không? Ví anh xài kết hợp vẫn được wrinkle luôn. Wrinkle đêm này rồi này brightener đêm kia vậy. Em thường hay khuyên một số những cái bạn mà kênh em á là khoảng tầm 27 đến 30 tuổi. Nghĩa là mình đã quan tâm tới vấn đề lão hóa rồi thì mình có thể sử dụng wrinkle 3 lần một tuần để chống lão hóa, còn 4 đêm còn lại mình xài brightener. Ok. Còn ví dụ như mà anh đợi nó xệ rồi anh mới dùng wrinkle thì lúc đó nó đâu có còn kịp để mà nó giật cái da anh lên được. Vậy đó. Thì 27 đến 30 tuổi là một cái thời điểm rất thích hợp để mọi người nên xài cả hai con. Ok, vậy còn radical 1% là chỉ dùng để peel thôi hả? Chứ không có dùng dùng hàng ngày không? Không, không nên dùng hàng ngày, tại vì có một số bạn cũng nói dùng hàng ngày nhưng mà thật sự con nó mắc quá, dùng hàng ngày nó không có tối ưu. À, nó sẽ không có bằng cái kiểu là wrinkle 0.5. Tại vì cái con đó bây giờ giá niêm yết hãng của nó tính 5.8 triệu. Mà anh xài hàng ngày sao chịu nổi. Wrinkle thì 4 triệu mấy rồi đúng không? Đúng, wrinkle thì cỡ 4 triệu chính. 50ml đó là hàng chính hãng thì nó mình cũng săn sale này rồi. Còn wrinkle thật ra là anh peel ở cái chỗ là ví dụ như anh điều trị mụn, anh điều trị thâm, anh điều trị chống lão hóa nhưng mà nó lâu quá, da anh đáp ứng chậm quá thì anh peel vô, anh boost nó lên. Rồi anh peel nó, anh có thể peel là 3 bâm, 5 bâm, 8 bâm trong vòng 5 ngày hoặc 3 ngày. Đó là tùy anh. Rồi xong rồi sau đó thì lâu lâu là như bình thường. Và lâu lâu mình boost. Sau đó 2 tháng anh boost lại. Anh boost lại thì ok, chứ em không nghĩ là xài hàng ngày đó phí tiền. Nói chung là phí tiền đúng không? Phí tiền. Nó cũng không có khác gì, nó cũng cái wrinkle tại nó vì cái con wrinkle á là nó là cái công nghệ của retinol. Nó là retinol mà ở phân tử lớn, hoạt động ở bề mặt là nhiều. Cái con retinol này là một cái con phân tử lớn hoạt động chủ yếu ở tầng bề mặt, chỉ có xuống một xích ít ở tầng trung bì thôi. Thì cái con wrinkle nó khá giống con này. Cho nên không có cần thiết mà bỏ đúng số rồi, tiền không nhiều cần thiết. Đúng rồi, nhưng mà nó lại có dùng một cái công nghệ thì nó mạnh hơn, kiểu là nó đẩy cho cái da mình tái tạo một cách nhanh hơn, thay mới tế bào nhanh hơn. Thì mình chỉ nên dùng nó để mà đẩy thôi, chứ còn không nên sử dụng full tone. Ok, vậy tóm lại dòng brightener này không dành cho da mụn hoặc là da đã hết mụn rồi, muốn điều trị thâm hoặc là những bạn mà thích làm sáng nhưng hoàn toàn không nên có mụn lúc xài. Dạ đúng rồi. Wrinkle và texture thì dành cho lão hóa, dành cho điều trị mụn, nói chung nó sẽ tuyệt vời hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Hoặc là ví dụ như da anh là dễ nổi mụn, sơ hở là nổi mụn thì anh cũng không nên mua con này. Mà anh có thể chọn con brightener, con wrinkle đi với lại bright light cũng được. À có nghĩa là vừa chống lão hóa mà dễ xài đúng mà vừa rồi. Làm sáng luôn. Đúng rồi, vừa làm sáng luôn. Ok, tuyệt vời. Cho nên nếu các bạn nào muốn biết cái cách mà tường tận hơn là cách xài từng bước như thế nào, cái này thì các bạn qua kênh của Thuyên nha. Cái clip đó mình sẽ post trên kênh của Thuyên. Cầm nó định nói gì nữa đúng không? Dạ không. Cầm đưa đưa lên. Rồi câu kế tiếp Kỳ muốn hỏi là ok, nãy giờ mình nói tới lại retinol của ZO rồi. Bây giờ Thuyên cũng dùng nhiều qua retinol chưa? Tức nhiều hãng rồi nọ chưa? Em thật sự luôn là em chỉ trải qua retinol là Obagi xong rồi đến 3 dòng của ZO thôi. Chứ những hãng khác em không xài. Ok. Rồi vậy. Tại vì em không phải là cái người mà kiểu như là lạm dụng treatment. Phải không? Thật sự không. Ngày trước á, có nghĩa là 33 tuổi em mới bắt đầu đến với treatment á. Chứ trước đây vẫn xài những cái sản phẩm hóa mỹ phẩm bình thường. Rồi vậy nếu như cho hỏi Thuyên cái câu kế tiếp á là nếu mà cho Thuyên duy nhất chỉ chọn một chai retinol thôi trong tất cả những chai retinol của Obagi và SSO Thuyên đã từng xài thì em sẽ chọn chai retinol nào? Em sẽ chọn wrinkle. Wrinkle mãi đỉnh, mãi yêu. Thật sự luôn có thấy là hiệu quả rất là nhanh luôn, nhưng mà công nhận là khó xài lắm, mà phải nghe những người mà có kinh nghiệm đi qua đó chứ. Họ mới xài đó anh. Anh cũng coi tùm lum á, nhưng mà anh đi theo ông Obagi. Anh đi theo ông Zen. Obagi là ổng là đánh thức không dưỡng ẩm chỉ cần thiết thôi,
Anh biết không, cái lý thuyết của ổng là trong một cái điều kiện lý tưởng, lý tưởng là có thể là ở bên Mỹ thời tiết nó rất là tốt cho da, không khí nó sạch sẽ. Còn rõ ràng Việt Nam mình nó đâu có được vậy, nó dầu, nó ô nhiễm, nó bụi bặm. Thì cái hàng rào bảo vệ anh mà nó không có khỏe là anh bị tấn công bởi vi khuẩn mụn liền. Làm sao mà mình theo được một cái lý tưởng giống ổng được. Kiểu vậy á. Mà ổng, ổng là sao rửa mặt, ổng tẩy, tẩy đúng bằng rồi. Hạt, sau đó dùng tẩy quét. Tôi cũng thử mua về xong cái tuần sau tăng sắc tốt luôn, tại bị viêm da đó. Cho nên các bạn nhớ xài Zalo là các bạn phải hỏi những người có điều kiện trải nghiệm rồi đó. Mà nếu các bạn không có người nào hỏi thì các bạn có thể qua kênh của Thiên, cái clip nó nằm sau bên đó. Hay nãy giờ tôi promote bên kia dễ sợ luôn không. Câu kế tiếp là nếu như là anh nhớ lại cái lúc mà anh mới bắt đầu đi, nếu mà người mới bắt đầu làm quen với lại Retinol ZO thì routine từng bước thế nào là an toàn nhất cho số đông, kiểu như là có là đơn giản trả lời thôi, cái là nó an toàn và cũng có thể thấy được cái hiệu quả. Em có thể cho cái routine kết hợp với những sản phẩm của nhãn khác cũng được. Thì cái nào là cái thế em nghĩ là đa số đông sẽ dễ hưởng lợi và an toàn nhất nếu mà chọn chọn con wrinkle. Thì một cái, hai cái nguyên tắc mà em luôn luôn nói với mọi người, dù không phải là Retinol ZO mà bất kỳ một hãng nào, thì mọi người nên tôn trọng hai nguyên tắc. Đầu tiên là mình nên sử dụng kẹp thật. Luôn luôn mình phải kẹp Retinol, trước đó là một serum và sau đó là một kem dưỡng. Không bao giờ nên xài trần Retinol trên da. Dù đó là một cái hãng quen của mình rồi, mà mới xài thì càng không nên xài trần nữa. Mà ngày xưa á, cái sinh ra cái việc xài trần á là do cái retinol obagi là một cái retinol truyền thống, nó không có một cái công nghệ gì trong đó hết, nó dễ đưa sâu vô này nọ, nó có nghĩa là chỉ cần là anh bôi trên nền da ảnh một cái là nó giảm tác dụng, anh mở đèn một cái là giảm tác dụng, bị oxy hóa một cái là giảm tác dụng. Còn bây giờ retinol sau này người ta ra đời, người ta đã biết những cái chuyện đó rồi, người ta đã bọc lại hết rồi, nó phóng nó từ từ thì nó đâu có bị tác động bởi ánh nắng, nhiệt độ hay là ẩm hay là khô đâu, không cần thiết phải xài trần. Đó thì đó là phải xài kịp thật. Thứ hai, cái nguyên tắc thứ hai mà mọi người nên nhớ là luôn luôn phải đập 1 xay 10. Có nghĩa là một sản phẩm tấn công thì mình phải đi với 10 sản phẩm phục hồi. Bởi vì cái hàng rào bảo vệ da mình nó phải khỏe thì mình mới điều trị được. Giống như anh bị bệnh, anh vô anh hóa trị mà anh không ăn thịt bò, anh không ăn đồ bổ thì sao mà cơ thể nó vượt qua được. Kiểu vậy. Đó, thành ra là cỡ nào cỡ thì phải có phục hồi. Mọi người sẽ nghĩ rằng phục hồi có đủ đô, có nghĩa là chỉ cần da không đỏ, da không rát, da không bong là đủ đô. Không phải. Không phải hả? Không phải. Cái hàng rào bảo vệ da mình nó phải khỏe. Có những bạn sẽ không bong, bởi vì da chết không nhiều không bong. Có những bạn không đỏ, nhưng mà cái hàng rào bảo vệ da các bạn vẫn yếu. Khi mà yếu thì cái vi khuẩn nó ạc nét này nọ nó tấn công thì mình sẽ gây ra mụn thôi. Rồi nếu như mà không bị vi khuẩn tấn công thì ánh sáng nó táp vô thì anh cũng sẽ bị tăng sắc tố. Nên hàng rào bảo vệ da nó rất quan trọng. Vậy thì quay lại câu chuyện là đó là một cái nguyên tắc chung, luôn luôn là phải kẹp thịt kẹp. Và phải có phục hồi đầy đủ. Đập 1 xay 10. Đập 1 xay 10. Thứ ba nữa thì dù bất kỳ một hãng retinol nào, nó đã là một hãng mới đối với mình thì mình phải vô từ từ. 2 lần một tuần, 3 lần một tuần, không bao giờ chủ quan là vô liền full tuần. Đối với da em á, là một cái da rất quen với retinol ZO rồi, nhưng nếu như em bắt đầu với một hãng mới chắc chắn em vẫn sẽ đi từ 1 lần đến 2 lần. Bởi vì dưỡng da là một chuyện cả đời, không cần thiết là mình phải nôn nóng. Thì mình phải kiểu như mình phải thoải mái với chuyện đó. Đó là có là những cái nguyên tắc chung khi sử dụng retinol để cho mọi người có được một cái gọi là thành công với nó. Rồi, còn riêng đối với ZO thì con brightener á, mọi người có thể không cần mua daily. Nhưng đã chơi tới wrinkle rồi thì mọi người chịu khó là sử dụng con daily. Bởi vì cái con daily này á là một cái sản phẩm mà ông Obagi ổng bỏ trong tất cả mọi phát đồ của ZO luôn. Từ da mụn, da khô, da dầu, da lão hóa gì ổng cũng bắt phải xài con daily. Và con daily này nó xài cho được tất cả mọi loại da. Mà nó là một cái sản phẩm sửa chữa DNA. Thì anh giống kiểu như là anh bôi con wrinkle là nó đập cái nhà anh đi gì đó. Thì cái con này nó đang là nó sửa lại cái móng cho cái nhà. Kiểu vậy đó, nó kiểu nó đập con này nó sửa. Thì con này bản thân á, khi mà anh đỏ, anh rát, anh bôi nó vô, anh không thấy nó hạ hỏa cho anh. Bởi vì bản thân nó không làm cái chuyện hạ hỏa. Không có làm dịu đúng không? Không có làm dịu, nó không hề làm dịu. Đúng nhưng rồi. Mà nó sẽ gia cố cái da mình từ sâu bên trong á. Và anh sử dụng nó lâu dài, khoảng 4-6 tháng là sẽ cái da mình cực kỳ khỏe. Anh có đi ra nắng, anh có đổ mồ hôi, anh cũng không thấy nó đỏ, nó rát.
hay là nó bị táp nắng hay là nó bị tăng số tối gì hết, là cái da mình khỏe rất là sâu. Và cái con này thì năm nay ổng có một cái sự thay đổi nữa là ổng bỏ thêm một số những hoạt chất độc quyền của ổng để chống oxy hóa nữa. Nghĩa là năm cái bản trước là nó chỉ có là enzyme sửa chữa DNA thôi, là ổng cũng bọc cái enzyme đó lại, và cái enzyme đó sẽ sửa chữa tổn thương của tế bào, có nghĩa là da mình tổn thương ở đâu là nó vá lại. Năm nay thì ổng bỏ thêm một cái hoạt chất độc quyền là ZOX12 á, để nó chống oxy hóa cho da nữa, để nó bảo vệ da thêm một lần nữa. Thì anh cứ đi con này, nhưng mà cái con này khi mà bôi trước con wrinkle nha, con này lúc nào cũng bôi trước rè hết. Thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua cái thời gian bong tróc đỏ rát nhanh, nhưng nó không cản trở retinol hoạt động. Anh có thể bôi những con khác thì nó làm cho những cái retinol khác nó bị chậm lại xíu, nhưng bôi con này không cản trở mà nó bổ trợ. Nó bổ trợ cho cái quá trình sửa chữa của retinol nó diễn ra một cách tốt hơn á. Cái thời điểm đầu tiên, cái tháng đầu tiên mà em xài retinol wrinkle là em bôi con này, anh biết một tháng em hết một chai này luôn. Tối em bôi, sáng em bôi, trưa em bôi vậy luôn. Lần bôi mép không? Em bôi khoảng 2 bơm là em bôi trưa em chịu khó em phải tẩy trang em bôi con này lại luôn. Nhưng mà sau cái vượt qua cái thời điểm đó, da em kiểu rất là khỏe luôn. Da em rất là khỏe luôn. Và đến thời điểm bây giờ á, là wrinkle á, là em chỉ có xài khoảng 3 lần một tuần, nhưng cái daily này em vẫn bôi đủ. Là cứ rửa mặt xong lại em bôi lên đó lên hả? À, rửa mặt xong em sẽ bôi một lớp serum, xong rồi đến daily. Serum HA đồ này nọ hả? Đúng rồi anh, có nghĩa là như vậy nè. Ví dụ như em đang nói, ví dụ như đây là con retinol wrinkle chẳng hạn, thì anh đi cái cặp này đúng không? Thì nếu mà anh là da dầu, anh có thể phối trước đó là một con serum cắt ẩm. Xong rồi các anh bôi đến wrinkle, anh bôi đến daily, xong bôi đến wrinkle, xong anh đi ngủ cũng được, tại vì nó đã đủ ẩm rồi. Còn ví dụ da khô thì anh có thể khóa sau đó là một cái lớp dưỡng. Ví dụ như brightener thì mọi người có thể không đầu tư daily vì đôi khi con này nó cũng khá mắc. Nhưng mà brightener thì mọi người có thể nên kịp thịt, nghĩa là trước một serum, sau đó là một kem dưỡng. Và vô theo cách là một tuần vô từ 2 đến 3 lần thôi. Da mình từ từ nó quen rồi á, thì mình có thể tăng lên. Còn đối với wrinkle thì mọi người nên đầu tư daily. Daily, có thể là trước đó một serum, xong đến daily, xong đến wrinkle. Còn không á thì daily, wrinkle, sau đó là kem dưỡng. Và cũng bắt đầu từ một tuần một. Một đến hai lần. Một hai lần thôi. Khoảng bao lâu? Một hai tuần hả? Anh tùy cái da của mình thôi. Mình thấy da mình em thì mình tăng lên, có thể là một tuần đầu là 2 lần, tuần sau lên 3 lần, tuần sau lên 4 lần. Kiểu vậy. Tại vì thật ra vậy nè, anh biết rồi, tại sao retinol nó lại chậm hơn retinoin? Bởi vì retinoin là nó hoạt động trên da mình luôn, còn retinol là nó cần một thời gian chuyển hóa. Còn vậy thì ổng đã bỏ vào đây những cái công nghệ để làm cho cái retinol nó hoạt động liền ngay lập tức trên da của anh, là nó nhanh chứ không phải nó cũng không phải là mạnh đâu. Khi mà anh đã xài quen với nó rồi á, anh sẽ thấy nó cũng như một những con rè khác bình thường. Nhưng mà nó sẽ làm việc kiểu như là vô thẳng vấn đề, chứ nó không có kiểu là đợi tôi chuyển đã rồi này nọ. Không, nó vô luôn, vô vấn đề luôn. Nhưng rõ ràng nó tiết kiệm cho mình rất nhiều. Mọi người nghĩ đi, mọi người xài một con rè bình thường, mọi người phải tốn 6 tháng mọi người mới đẹp. Còn mọi người xài con wrinkle 3 tháng đẹp thì tổng cái chi phí tính là cũng không có phải mắc hơn. Không phải mắc hơn. Ok. Kiểu vậy. Rồi vậy còn chống nắng có phải gì đặc biệt không? Tại vì trước đây chờ anh cũng không quan trọng chống nắng lắm đúng không? Ý là chống nắng bình thường á, mà mấy bạn hay nói là phải màng lọc này màng lọc kia không rành á. Thì ví dụ mà xài mấy cái này thì em có recommend những cái chống nắng như thế nào? Thật ra thì ví dụ như bây giờ mình không có biết đọc màng lọc á, thì mình sẽ ưu tiên mua những con kem chống nắng của những cái hãng dược người ta sản xuất. Thì giống như đôi những cái gì mà nó chuyên thì chắc chắn là đồ nó sẽ tốt. Vậy rồi xong rồi thì mình có thể là bôi thêm những hoạt chất chống oxy hóa. Đó thì mọi người ví sẽ dụ thấy như là gì? Chống oxy hóa thì vitamin C rồi. Vitamin C hả? Cũng được buổi sáng. Ok. Vitamin thôi. C là một cái chi phí nó rẻ nhất. Thì cái đó thì qua bên kênh của Thuyên thì Thuyên sẽ chỉ tận tình hơn nha các bạn. Đó. Còn làm thật ra thì trong đồ nhà ZO á, theo em nghĩ mà đáng để đầu tư cho mọi người đầu tư thì mọi người nên mua Daily và Retinol. Còn những sản phẩm khác đó mọi người có thể không cần đầu tư của ZO. Tại vì nó mắc, mà thật ra nó hơi khó, nó hơi kén dùng ở cái do trên da châu Á của mình và đặc biệt là ở Việt Nam mình. Tại vì nếu đúng theo cái công thức em đang nói, ví dụ như đúng theo công thức của ông Overgy luôn thì nó rất bạo lực trên da mình luôn á. Trên da người châu Á mình. Đúng rồi, trên da người châu Á mình đó, thành ra là chưa kể là tại vì mình nó là
cái điều kiện thời tiết nó không có hỗ trợ cho mình rồi, mình bụi bặm hơn rồi, chưa kể là cái tiền sử trước đó có rất nhiều bạn cũng có đôi khi lỡ sử dụng qua kem trộn rồi thuốc thì cái này là bảo vệ da nó cũng đã yếu hơn rồi, nó không thể chạy theo cái đó, thì mình có thể kẹp serum. Thì như em có giới thiệu anh Kỳ là serum của B5 Skin Circle. Ơi, hồi nãy lúc mà Thuyên lên á là Kỳ cũng mới tắm xong đúng không? Thì thiệt, không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bỏ ra 1 triệu mấy, gần 2 triệu mua chai HA đâu các bạn. Mà xài này xong thiệt sự là cái da, trời ơi, nói chung là tuyệt vời. Kem dưỡng thì mọi người có thể mua của Neova, Telsan. Tại vì kem dưỡng của ZO thật sự luôn là nó không có cấp ẩm nhiều. Ổng anti cái kem dưỡng ẩm hay sao. Mà cái dưỡng ẩm của ổng là cái con Recovery với con Renewal á, là 3,5 triệu một hũ. Nhưng mà kem cũng không ẩm luôn hả? Nó không có phải là quá ẩm, mà trong đó nó lại có retinol nữa nha. Nên khi mà anh chồng lên nó cảm giác nó không có làm dịu đi, nó không có phục hồi lắm cho mình, mà nó vẫn hỗ trợ cho một cái hoạt động về active trên da, em cảm nhận vậy. Nó không phải là làm dịu nhưng mà nó cũng đập một chút gì đó đúng không? Chứ nó không có say đúng không? Đập nó không có say luôn. Ok. Nói chung tóm lại là bắt đầu chậm, kẹp và đập một say 10. Cái này là cái dễ nhớ nhất luôn á. Em trả lời luôn cái câu kế tiếp là những lưu ý cần có nhớ trong thời gian dùng retinol ZO rồi đó, đúng không? Dạ đúng. Hay là em cũng có những cái lưu ý khác? Lưu ý thì hồi nãy có hai lưu ý, có nghĩa là mình kẹp thịt và vào chậm. Đó, đập 1 xay 10. Rồi, và một cái nữa là mình có thể tăng cái tần suất phục hồi lên. Ví dụ như mình không mua được những cái đồ nào quá chất lượng, mà mình chỉ mua được những sản phẩm cũng vừa phải nhưng mà không phải tệ quá nha. Sản phẩm đã phục hồi đi với ZO là mình phải mua những hãng cũng xịn một xíu, như Neova, Telstar, SkinCeuticals, chứ không thể nào mà phục hồi mà kiểu mấy cái hàng Rockstar là không được. Tôi xài Cisablast đó. Nhưng mà anh có thể tăng tần suất lên bằng cách là buổi sáng anh phục hồi, buổi trưa anh chịu khó anh tẩy trang đi, xong rồi anh bôi phục hồi lại, xong đến chiều anh đi làm đi học về anh tẩy cái lớp kem chống nắng đó đi, anh bôi một lớp dưỡng hay là phục hồi gì đó nhẹ nhàng, rồi tối anh rửa mặt anh lại vô lại retinol tới ô, nghĩa là mình không có chất lượng thì mình bù bằng số lượng thì mình chịu khó mình phục hồi nhiều hơn một xíu. Và cái thời điểm mà nó stress á thì mọi người có thể thử một cái tuyếp kem B5 hay là một kem gì làm dịu da, mình miết vô cái chỗ rát đó để mình đừng có gãi, thì nó sẽ qua cái cơn rát đó, và mình khi mình gãi nó sẽ dễ để lại sẹo. Đúng, chính xác. Thì mình miết vô nó qua cơn. Ê, xài cái này dễ để xài thiệt. Tại vì anh hay có mấy cái mụn mà nhiều khi bình thường khửi cục cái nó ra. Hôm bữa có cái anh khửi cục cái ra mà nó thâm, tới giờ cũng còn xíu nè em. Mà là 3 tuần rồi đó. Cho nên khi xài ZO là phải nhẹ nhàng trên cái da, không có được móc móc bới bới như là bình thường. Với lại chịu khó bôi kem chống nắng lại nhiều lần trong ngày một xíu, 2 đến 3 lần. Tại vì kem chống nắng cái SPF 40-50 thì mình cũng phải bôi lại trong 2 đến 3 tiếng. Thì phải chịu khó bôi lại. Ok, cái này là Kỳ sẽ nhớ. Còn nếu mà đã ra ngoài đường là phải che chắn chống nắng kỹ, chứ không có kiểu phụ thuộc vào cái kem chống nắng. Cái đó thì anh che dữ lắm. Nhưng ví dụ mà anh ngồi trong nhà vậy có cần phải bôi chống nắng lại không? Một lần này ha, chứ không cần 2-3 lần nữa đúng không? Một lần nhà cũng được. Đóng màn lại nữa hết nè. Một lần. Còn cái việc mà không cái một cái tháng, cái tuần đầu tiên ấy nha, anh sẽ thấy là nám ở dưới da nó sẽ đẩy lên. Nó sẽ đẩy lên. Nó sẽ đẩy lên là cái cục đó nó sẽ đẩy lên, xong rồi anh xài tiếp đến sau một tuần á. Có nghĩa là sau một tháng mà anh xài retinol ZO anh sẽ thấy nó giảm đi. Tại vì nó có một cái cơ chế là nó đẩy cái sắc tố lên để nó phân bổ đều ra nguyên cái mặt. Thì ở dưới thật ra cái cục đó nó cũng đã hình thành dưới da rồi. Chẳng qua là đẩy hơn nhanh, đẩy nó đẩy nhanh hơn thôi. Chứ còn nếu anh không xài thì mai mốt nó cũng lên. Thì nó đẩy lên xong nó phân bổ đều ra. Mà nó phân bổ đều ra rồi thì sau này anh sẽ thấy cái da mình sẽ bở bật tông lên. Có nghĩa là khoảng một tháng sau khi xài cái anh sẽ thấy cái da anh sạm hơn cái da cũ. Sạm bao nhiêu anh đi biển gì rám nắng vậy đó. Xong rồi cái nó bật tông lên thì lúc đó anh sẽ trắng ra lại. Và nó sẽ giữ vậy? Giữ như vậy luôn. Ok. Anh rất là nôn để mình nói về cái từng bước á. Tại vì ở đây có những cái sản phẩm mà hồi nãy Kỳ đã thử cái B5 của SkinCeuticals này thôi mà cũng đã thích rồi. Và còn đang muốn nghe nhiều về cái AHA 15% này, tại vì Thuyên nói là tại vì Kỳ hỏi là có nên mua cái AHA xài hàng ngày cái dòng của ZO luôn không, thì Thuyên nói là mắc công lắm, chỉ cần một ngày một lần thôi. Cho nên các bạn ơi, sau cái clip này các bạn nhớ bắn vào cái kênh của Thuyên để các bạn coi những cái sản phẩm mà mình sẽ nhắc tới nè.
Đó thì cái câu cuối của anh ghi trong đây á, là Thuyên cũng trả lời luôn này, là cho Thuyên chọn lại ba sản phẩm retinol, nhưng mà Thuyên cũng chỉ có xài Obagi và ZO thôi, thì cái câu này cũng khó trả lời, ý là nó là những hãng khác rồi đó. Yeah. Thì thôi, cái đó anh nghĩ là cái clip này cũng dài, nhưng mà cái clip này quá nhiều cái thông tin luôn á. Cái thông tin mà anh động lại được nhiều á là chậm, đập 1 xây 10, kẹp gì nữa ta. Đó, cái đó là ấn tượng mình đó, đập 1 xây 10 và kẹp. Thì trước đây mình xài mình không bao giờ kẹp hết trơn á. Ừ. Cho nên bây giờ mình phải sẽ tập kẹp đó. Thì cái clip này bây giờ mình sẽ ngưng ở đây. Thì Kỳ với Thuyên sẽ bay qua cái kênh của Thuyên để mình chia sẻ những cái sản phẩm đó. Thì cảm ơn Thuyên ngày hôm nay đã qua chia sẻ với các bạn của kênh anh, cũng như là cho anh được thêm được rất là nhiều những cái thông tin mà rất là hữu ích cho bản thân của mình luôn á. Hẹn các bạn ở bên kênh của Thuyên nha. Còn bây giờ thì mình tạm biệt ở bên kênh này. Bye.